mùa miết. Ai mắc một trong bốn bệnh sau, có thèm đến mấy cũng tuyệt đối dừng ăn, kẻo mang họa. Ăn miết thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh ung thư, duy trì vẻ đẹp cho làn da. Tuy miết ngon, bảo dưỡng, nhưng có những người ăn miết lại thêm bệnh, thậm chí làm bệnh nặng hơn. Theo nghiên cứu, miết giàu dưỡng chất và nhiều vitamin. Tuy nhiên, loại quả này chứa nhiều đường và không tốt cho gan. Chưa kể, miết rất dễ gây nóng trong. Vì thế, lời khuyên cho những người bị gan nhiễm mỡ là không nên ăn miết thường xuyên, thậm chí nên nói không với miết. Suy thận mãn tính. Với những bệnh nhân bị suy thận mãn tính, nên tránh các loại thức ăn giàu kali như miết. Do khi bị suy thận, kali bị ứ động lại dẫn đến tăng kali máu. Nếu quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong do ngừng tim mà không có dấu hiệu báo trước nào. Tiểu đường. Người bệnh tiểu đường cần phải ăn uống theo một chế độ ăn kiêng chất đường. Trong khi đó, miết có chứa rất nhiều đường fructose và đường glucose. Khi ăn vào được cơ thể hấp thụ ngay, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng. Bệnh mãn tính. Lời khuyên cho những người mắc các bệnh mãn tính. Tốt nhất chỉ nên xem miết là một món ăn thưởng thức cho vui miệng. Chớ nên thường xuyên ăn loại quả này. Khi ăn miết, xoài cần làm sạch nhựa, nhai kỹ và không ăn vào buổi chiều tối. Với trẻ em và người cao tuổi, nên cắt nhỏ hoặc nghiền nhuyễn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mẹo cực hay, đắp vài lát chanh mỏng lên bụng. Là phụ nữ mà không biết thì phí nửa cuộc đời. Đắp bông tẩm rượu đã tốt, đắp chanh thế này còn có tác dụng bất ngờ khác. Đơn giản mà cực hiệu quả, thật không ngờ. Cô gái thái vài lát chanh, đặt khắp bụng trong vòng 20 phút, thực hiện đều đặn một tuần liền. Cô gái nhận được kết quả khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Giảm cân là đề tài nóng, luôn được mọi người quan tâm, nhất là đối với chị em phụ nữ. Việc giảm cân không chỉ mang đến vẻ đẹp thuần túy, nó còn là phương pháp sống khỏe, giúp phòng ngừa nhiều bệnh do mỡ thừa gây nên. Theo nguồn nghiên cứu, mỡ thừa và mỡ nội tạng là nguy cơ gây ra nhiều bệnh khác nhau như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tắc nghẽn mạch máu và đem đến khá nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Do đó, việc giảm mỡ không đơn thuần chỉ mang tính chất thẩm mỹ. Chúng ta ai cũng biết, việc giảm cân hiệu quả và phổ thông nhất chính là vận động, luyện tập thể thao. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện về thời gian để luyện tập hàng ngày. Vì vậy, các phương pháp thanh lọc cơ thể kết hợp giảm cân được các chị em lùng sục và áp dụng khá nhiều. Trong bài viết này, chúng tôi xin gửi đến phương pháp giảm cân nhanh chóng và mới nhất chỉ với một trái chanh. Ngoài ra, phương pháp dùng chanh đắp lên bụng còn giúp thải độc cho gan, thận, điều chỉnh cân bằng hệ tiêu hóa. Lượng vitamin C có trong chanh còn giúp cân bằng các mô liên kết, giúp dạ bụng đàn hồi hơn. Một cốc nước chanh trong khi đắp còn giúp giải tỏa mệt mỏi, giúp thư giãn các cơ bắp. Dưới đây là những gì bạn cần thực hiện. Chuẩn bị 2 trái chanh, 1 cốc nước lọc. Thực hiện. Bước 1. Thái 1,5 trái chanh thành những lát mỏng, để sang một bên. Nửa trái chanh còn lại, vắt lấy nước có, cho vào cốc nước lọc và khuấy đều. Bước 2. Nằm lên giường, đầu gối cao và đắp lần lượt các lát chanh lên bụng và giữ nguyên trong vòng 20 phút. Cốc nước chanh bạn có thể cho thêm một ít chút mật ong rồi uống. 2. Tác động từ chanh, đắp trên bụng cùng cốc nước chanh tươi sẽ giúp công dụng giảm béo tăng lên 200%, giúp bạn nhanh chóng đạt được vòng eo lý tưởng nhất. Ngoài ra, nước chanh còn giúp cơ thể hoạt động tốt hơn, phòng ngừa mệt mỏi và đau nhức cơ bắp, giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Bạn có thể áp dụng bất cứ khung giờ nào, tốt nhất là vào buổi chiều tối. Sáng hôm sau, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể săn chắc và dồi dào năng lượng hơn. Chúc bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Bỏ
ra 1 phút đọc bài này thôi để luôn mang quả chanh bên mình, vì sẽ có lúc nó cứ sống bạn. Theo đông y, quả chanh vị chua ngọt, tính bình, vào vị. Lá chanh vị cay ngọt, tính on, rễ có vị đắng, tính on. Quả chanh có tác dụng sinh tân, chỉ khác trừ thấp ăn thai. Dùng trong các trường hợp khử nhiệt phần khác, cảm nắng, mắc nước, khát nước, vật vã kích động, ăn kém, nhiễm độc thai nghén non ói, tăng huyết áp. Lá chanh có tác dụng hòa đàm, chỉ khái, lý khí, khai vị. Rễ có tác dụng chỉ khái, bình xuyển, hành khí, chỉ thống. Uống nước chanh hàng ngày là cách dễ nhất để bổ sung lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày, cũng như giúp cơ thể hoạt động sung sức. Đặc biệt, uống nước chanh buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe. Chữa viêm họng. Các chuyên gia cho biết, các chất chống oxy hóa và tính kháng khuẩn trong chanh có khả năng ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm và loại trừ các hóa chất độc hại trong cơ thể. Nước chanh không chỉ giúp bạn có điều tiết hơi thở khỏe mạnh, mà còn giúp bạn bảo vệ được cổ họng và amidan, điều trị được bệnh hen suyễn. Làm sạch răng miệng. Có thể bạn không tin, nhưng nước chanh là thức uống ưa thích của các nha sĩ, bởi chúng có thể giảm đau răng và viêm lợi. Bạn có thể uống nước chanh trước hoặc sau khi đánh răng đều được. Kiểm soát huyết áp. Ngày nay, nhiều người mắc các bệnh về huyết áp do lạm dụng đồ thực phẩm chế biến sẵn, gây ra chứng căng thẳng và mất ngủ. Nếu muốn huyết áp ổn định mà không cần uống thuốc, thì nước chanh chính là thần dược của bạn. Nước chanh giúp bạn lưu thông các mạch máu và cải thiện hệ thống tuần hoàn. Uống nước chanh sẽ cung cấp kali và năng lượng tự nhiên, làm giảm sự căng thẳng và giúp bạn ngủ tốt hơn. Giải độc gan. Nước chanh còn đóng vai trò là chất giải độc gan. Nó làm sạch gan và tăng cường hoạt động của gan thông qua tăng quá trình sản xuất ra một axit mật, một loại axit cần thiết cho sự tiêu hóa. Nước chanh cũng giúp kiểm soát sự lượng mật thừa, giảm lượng đờm sản sinh trong cơ thể và giúp hòa tan xóa mật, chống virus hiệu quả. Nước chanh giúp hạn chế sự xâm nhập của virus vào cơ thể một cách cực kỳ hiệu quả. Hơn nữa, vì nước chanh tăng cường hệ miễn dịch, chúng sẽ là lá chắn bảo vệ tuyệt vời nhất của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sốc. Chính bạn có thể mang ung thư dạ dày đến cho con em mình. Nếu còn cho con ăn 10 món ăn siêu độc này, toàn những món quái khẩu của con mới nguy hiểm chứ. Trước thực trạng trẻ em bị ung thư dạ dày gia tăng nhanh chóng, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát 489 món ăn dành cho trẻ em. 10 món ăn bạn vẫn mua cho con hàng ngày chính là thủ phạm. Thực trạng trẻ em bị ung thư dạ dày có xu hướng tăng nhanh. Thời gian vừa qua, ở Trung Quốc có rất nhiều người bị ung thư. Đặc biệt, độ tuổi bệnh nhân mắc ung thư càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa, trong đó có nhiều trẻ em. Theo bác sĩ Tiêu Mai, khoa nội tiêu hóa, phó giám đốc Bệnh viện An Huy Trung Quốc, món ăn vặt không chỉ làm cho trẻ béo phì mà còn là nguyên nhân dẫn đến bệnh dạ dày, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bà Tiêu Mai cho biết, trong thời gian qua, tỷ lệ phát bệnh dạ dày càng ngày càng cao, trong 10 người thì có đến 5 người mắc bệnh dạ dày. Những bệnh nhân mà bà tiếp nhận điều trị chỉ mới mười mấy tuổi trở xuống, thậm chí có bệnh nhân bị ung thư dạ dày khi mới lên 5 tuổi. Bà cho biết, hầu hết trẻ em ở độ tuổi này mắc bệnh dạ dày đều có một điểm chung là không chú trọng ăn bữa chính, thích ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là thực phẩm công nghiệp, đồ ăn nhanh. Thực phẩm công nghiệp chứa chất phụ gia, mối nguy hiểm tiềm tàng. Hầu hết trẻ em đều không biết đến sự nguy hại của thực phẩm công nghiệp chế biến thành món ăn vặt. Nhưng đối với người làm cha làm mẹ, buộc phải biết rõ điều này. Đa phần các món ăn vặt đều chứa các chất phụ gia ở mức độ nhiều ít khác nhau. Nếu ăn nhiều trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của trẻ. Vừa qua, trước tình trạng trẻ em bị ung thư ngày càng nhiều, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát với quy mô lớn trên 6 tỉnh, thành phố, đối với 489 món thực phẩm dành cho trẻ em. Kết quả điều tra cho thấy, 10 món ăn chứa nhiều chất phụ gia nhất trong bảng xếp hạng thuộc nhóm các món ăn vặt sau đây. Bánh, gồm bánh trứng và bánh sô-cô-la. Trong loại bánh này có chứa các loại dầu hydro hóa, axit béo chuyển hóa, có chứa chất gây nguy hiểm cho hệ thống tim mạch.
chất ngọt, chất bảo quản, chất nhũ hóa, chất làm nở bọt. Hương vị, màu sắc, chất tạo đặc, chất chống oxy hóa. Có thể coi đây là một món thực phẩm hỗn hợp các chất phụ gia. 2. Mì ăn liền. Một món mì ăn liền có thể có đến 25 loại phụ gia thực phẩm. Phổ biến nhất gồm có sodium, glutamate, màu caramel, acid citric và những phụ gia khác. Nếu trẻ em ăn món này trong thời gian dài, chất acid citric có thể gây giảm canxi trong máu, gây ra bệnh canxi máu thấp. 3. Xúc xích thịt nguội. Phụ gia có trong xúc xích bao gồm sodium nitrit, kali sorbate. Trong đó, natri nitrit có thể tạo ra chất gây ra ung thư. 4. Các loại quả ngâm tẩm sấy khô. Phụ gia trong các món này gồm các acid citric, kali sulfate, natri benzoat. Trong đó, chất sodium benzoat có khả năng phá hủy vitamin B1 và ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của trẻ em. 5. Thạch. Thạch chứa các thành phần sulfate kali, acid citric và phổ biến nhất là các chất phụ gia. Ăn quá nhiều chất kali sulfate có thể gây ra phản ứng dị ứng và ảnh hưởng đến sự hô hấp canxi của trẻ em. 6. Các món kem. Kem chứa rất nhiều hương vị nhân tạo, chất làm đặc, bột màu và phụ gia tổng hợp khác. Đặc biệt, trong số các loại phụ gia này chính là chất tạo màu nhân tạo. Theo chuẩn mực sản xuất an toàn, các chất phẩm màu hóa học để tạo màu sắc cho kem là chất không được phép sử dụng cho thực phẩm. 7. Bánh quy. Phụ gia có trong bánh quy bao gồm natri pyrosulfite, acid citric, sorbito. Ăn vào cơ thể một số lượng lớn, natri metabisulfite có thể gây tổn hại tế bào và độc tính sinh học. 8. Trà sữa. Món trà sữa phổ biến nhất được trẻ em và thanh thiếu niên rất ưa chuộng, chứa các chất phụ gia bao gồm kali sulfate. Khi ăn quá nhiều món này, có thể gây ra rối loạn chuyển hóa canxi dư thừa. 9. Kẹo cao su. Kẹo cao su chứa chất sorbito, acid citric và các chất phụ gia khác. Ăn quá nhiều chất này vào cơ thể sẽ có thể gây ra bệnh tiêu chảy. 10. Bim bim. Món ăn nhanh hợp khẩu vị này có thể chứa các chất phụ gia bao gồm sodium glutamate, dinitriguanilate. Cả hai chất này đều khuyến cáo không được cho vào thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.